Trước đây, khi nhắc tới Yên Giang, một địa phương nằm trên địa bàn thị xã Quảng Yên, tỉnh Quảng Ninh, là người ta hay nhắc tới những danh thắng, những di tích lịch sử đã trở thành những cái tên vô cùng quen thuộc. Đó là di tích Bãi Cọc Bạch Đằng, đền Trần Hưng Đạo, là miếu Vua Bà, đình Yên Giang, chùa Đống Phúc. Giờ đây, người ta không chỉ nhắc tới mảnh đất Yên Giang anh hùng, mà còn biết đến địa danh này với nhiều đổi thay trên các lĩnh vực kinh tế, xã hội, giàu đẹp, văn minh, nơi mà đời sống vật chất tinh thần của người dân ngày càng được nâng cao và phát triển không ngừng. Từ đầu nhiệm kỳ đến nay, thì Yên Giang là một trong những cái đảng bộ phường xã mà có những kết quả rất nổi bật. Các cái cuộc thi đua hàng năm thì đều là trong những đảng bộ đi đầu. Tất cả các công tác thì đều được đảng bộ rất quan tâm. Nó thể hiện cái sự đoàn kết, sự trách nhiệm và cũng như là cái sự đổi mới trong công tác chỉ đạo của đảng bộ. Để có được cái sự thành công đó thì bên cạnh sự chỉ đạo của thị ủy thì cái sự nỗ lực cố gắng, cái sự đoàn kết, trách nhiệm của đảng bộ phường Yên Giang, trong đó có người đứng đầu. Nếu không có sự vào cuộc của cơ sở, không có trách nhiệm của đội ngũ cán bộ thôn, khu phố, thì sẽ không có được một sức mạnh tổng hợp. Xác định rõ điều đó, 10 chi bộ với 216 đảng viên của Đảng bộ phường Yên Giang luôn phát huy vai trò là hạt nhân chính trị, là cầu nối giữa đảng với quần chúng nhân dân và là nơi khẳng định vai trò lãnh đạo của đảng ở cơ sở. Bởi cũng chính từ đây, năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của các tổ chức cơ sở đảng, chất lượng đội ngũ đảng viên được nâng cao, góp phần tạo nên sức mạnh thực hiện nhiệm vụ chính trị của địa phương, củng cố thêm niềm tin của nhân dân đối với sự lãnh đạo của đảng và chính quyền các cấp, từ đó tạo ra sức bật mới ngay từ cơ sở. Chúng tôi cũng xác định là trong cái việc mà để xây dựng chi bộ dân cư mà tốt thì cũng phải cần quan tâm đến 3 nội dung. Cái thứ nhất là phải xây dựng được đội ngũ đảng viên tốt. Thứ hai là phải xây dựng được đội ngũ ban chi ủy có đủ uy tín và năng lực để lãnh đạo chi bộ thực hiện tốt các nhiệm vụ địa phương. Và cái thứ ba là phải đổi mới nội dung phương thức hoạt động, phải đảm bảo được cái vai trò lãnh đạo của đảng và phù hợp với ý chí và nguyện vọng của quần chúng nhân dân và kết hợp hài hòa được các yếu tố đó. Tập trung thực hiện tốt tiêu chí đô thị văn minh theo quyết định số 04 của Thủ tướng Chính phủ. Khu phố 2 là một trong những khu phố tiêu biểu của phường Yên Giang khi đã đạt được nhiều thành tích như chi bộ đạt tiêu chuẩn hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ tiêu biểu 5 năm liền 2017-2021, chi bộ đạt các tiêu chí của khu phố văn hóa. Nhà văn hóa này là một trong những hạng mục được chi bộ khu phố 2 lãnh đạo, chỉ đạo, tập trung đầu tư theo các tiêu chí của khu phố văn hóa nhằm góp phần thực hiện các tiêu chí đô thị văn minh của phường Yên Giang. Từ ngày được đầu tư xây dựng và lắp đặt đầy đủ các trang thiết bị như màn hình LED, điều hòa, các thiết bị âm thanh, ánh sáng, nơi đây đã trở thành một điểm sinh hoạt chung lý tưởng của người dân trong toàn khu phố. Đây là kết quả của việc phát huy tốt vai trò, hiệu lực, hiệu quả của chi bộ khu dân cư và của mỗi đảng viên trong từng nhiệm vụ. Ngay từ đầu năm là chúng tôi đã xây dựng các cái kế hoạch, chương trình, hành động. Thế rồi là về các cái nhiệm vụ cụ thể thì phân khai ra hàng tháng, hàng quý và có các cái hội nghị là đến các cái đoàn thể, đặc biệt là đối với lại ban công tác mặt trận cũng như là các cái đoàn thể của khu phố là chúng tôi thực hiện theo cái đề án 913 của thị xã Quảng Yên về lãnh đạo cho các cái ban công tác mặt trận rồi là các chi hội đoàn thể đấy để thực hiện nâng cao chất lượng sinh hoạt của chi bộ theo hướng dẫn số 12 của Trung ương của chi hội. Hiện khu phố 2 cũng là đơn vị tiêu biểu, tiên phong trong thực hiện mô hình an ninh cơ sở tại địa phương. Tính đến nay, khu phố đã thành lập được 6 tổ an ninh tự quản, lắp được 25 mắt camera, góp phần tích cực trong công tác bảo vệ an ninh chính trị trên địa bàn. Mô hình an ninh cơ sở của phường Yên Giang mới được thành lập được một tháng này. Và từ khi có cái mô hình đi vào cuộc sống, thì đã đạt được những kết quả rất là tốt về công tác đảm bảo an ninh trật tự. Thứ nhất là vai trò, trách nhiệm của cấp ủy, các cấp, các chi bộ đều có những nghị quyết chuyên đề về công tác đảm bảo an ninh trật tự. Thứ hai là tránh những cái tụ điểm phức tạp về an ninh trật tự. Tất cả mọi người cũng coi đây
làm việc của mình, và cũng từ cái công tác hàng ngày đã phát hiện ra rất nhiều những gương việc tốt và làm hay. Tại khu phố 3 phường Yên Giang, những tuyến đường nội đồng nay đã trở thành các tuyến đường hoa, đường cau sạch đẹp, đầy màu sắc. Và để góp phần thực hiện các tiêu chí đô thị văn minh trên địa bàn, 157 hộ dân tại khu phố 3 đã đồng lòng cùng địa phương thực hiện xã hội hóa để xây dựng, nâng cấp các tuyến đường nội đồng, tạo cảnh quan cho khu phố. Các phong trào sạch nhà, sạch ngõ, sạch đường đi hay ngày Chủ nhật xanh cũng thường xuyên được nhân dân đồng tình triển khai thực hiện. Cùng với đó, công tác chính trị, tư tưởng, công tác xây dựng chỉnh đốn đảng thông qua sinh hoạt chi bộ cũng như hoạt động của các tổ chức đoàn thể trong khu phố luôn được chú trọng. Thời gian qua thì ngoài cái công tác chính trị tư tưởng ra thì chúng tôi làm tốt cái công tác chỉnh đốn đảng thông qua cái sinh hoạt chi bộ cũng như là các hoạt động của các tổ chức đoàn thể trong khu phố. Chúng tôi cũng đã thực hiện tốt chỉ thị số 10 cũng như là cái hướng dẫn số 12 để đảm bảo được nội dung sinh hoạt chi bộ đầy đủ và sát thực tế. Trên cơ sở đó là có những nhiệm vụ mà nó thực tế đối với khu phố, đối với phường mình để chúng tôi hoàn thành được cái nhiệm vụ cũng như là cái các chỉ tiêu của khu phố đặt ra ngay từ đầu năm. Cũng tại khu phố 3 và các khu phố khác trên địa bàn phường Yên Giang, để tháo gỡ khó khăn và đảm bảo tiến độ triển khai các dự án, công tác giải phóng mặt bằng được thực hiện quyết liệt, đồng bộ trong toàn phường. Nhờ đó, chỉ trong 9 tháng năm 2022, công tác giải phóng mặt bằng được triển khai hiệu quả. Địa phương đã và đang thực hiện chi trả tiền bồi thường đối với 3 dự án, tổng diện tích đất thu hồi là 13,6 hectare. Cùng với đó, các công tác nhằm hiện thực hóa nghị quyết số 21 ngày 16 tháng 6 năm 2022 của Ban chấp hành Trung ương khóa 13 về tăng cường củng cố xây dựng tổ chức cơ sở đảng và nâng cao chất lượng đội ngũ đảng viên trong giai đoạn mới, không ngừng được phường Yên Giang triển khai tổ chức thực hiện nghiêm túc. Các nhiệm vụ đặt ra từ đầu năm và nhiệm vụ đột xuất phát sinh đều được lãnh đạo chỉ đạo, tổ chức thực hiện đạt nhiều kết quả tích cực, nổi bật và toàn diện trên các lĩnh vực. Quy mô các hoạt động sản xuất không ngừng được mở rộng, giúp người dân có việc làm ổn định, nâng cao thu nhập, vươn lên làm giàu chính đáng. Giá trị tổng sản phẩm trên địa bàn phường 9 tháng năm 2022 đạt trên 127 tỷ đồng, bằng 83,8% so với kế hoạch và tăng 28,2% so với cùng kỳ năm 2021. Khi mà có các chỉ thị nghị quyết mà chỉ đạo xuống dưới cơ sở thì bản thân chúng tôi là hội viên và người dân và đồng thời còn là đảng viên thì chúng tôi đều phải nắm chắc được vấn đề này để mà kết hợp cùng với bên chính quyền, bên các cơ quan đoàn thể để có cái tác động vận động mọi người dân để thực hiện các cái chủ trương chính sách của đảng, pháp luật của nhà nước. Từ cơ sở đó cho nên là người dân mới hiểu biết được và thấu hiểu được cái trách nhiệm của mình và nghĩa vụ của mình và đồng thời cũng thấy được cái quyền lợi của mình trên đó. Cho nên đối với người dân Yên Giang này, gọi là đồng thuận. Các cái cấp lãnh đạo ở đây thì cũng đã thực sự là quan tâm đến đời sống của nhân dân. Tôi thấy rất là phấn khởi. Các cấp chính quyền thì quan tâm và sát sao trong cái việc sản xuất vệ sinh an toàn thực phẩm, đặc biệt là chương trình OCOP của tỉnh cũng như là của địa phương. Sự quan tâm và giúp đỡ của các cấp chính quyền thì giúp cho chúng tôi mở rộng được cái quy mô sản xuất và giúp chúng tôi được đi xa hơn. Những thành quả mà các chi bộ khu dân cư nói riêng và Đảng bộ phường Yên Giang nói chung nỗ lực thực hiện và đạt được thời gian qua đã góp phần không nhỏ củng cố thêm niềm tin của nhân dân đối với sự lãnh đạo của Đảng, của chính quyền các cấp. Đồng thời, góp phần đưa thị xã Quảng Yên tiến gần hơn tới mục tiêu trở thành thành phố vào năm 2025 và đến năm 2030 trở thành đô thị loại 2. Chúng tôi phấn đấu đến mục tiêu đến năm 2025 thì thị xã Quảng Yên trở thành thành phố và đến năm 2030 thì trở thành đô thị loại 2. Thì với sự vào cuộc tích cực của các chi bộ và các cái khu phố ở trên địa bàn thì đến thời điểm hiện nay là Yên Giang cũng đạt được rất là tốt các cái mục tiêu và được nhân dân ghi nhận và đồng tình ủng hộ. Chúng tôi sẽ tiếp tục duy trì những cái cách chỉ đạo có hiệu quả trong thời gian qua, đồng thời kết hợp với việc là phải thích ứng, đáp ứng những cái nhiệm vụ mới như là gắn với cái chuyển đổi số đối với hoạt động của đảng bộ xã phường. Đối với đội ngũ cán bộ xã phường mà là hạt nhân của cơ sở thì phải tiếp tục phát huy cái vai trò nêu gương, gương mẫu, trách nhiệm của cán bộ. Và thứ hai là chúng tôi cũng phải thường xuyên nắm bắt
và giải quyết kịp thời những cái kiến nghị, đồng thời cũng là phải mang tính động viên, khuyến khích và lan tỏa những cái mô hình, những cái gương người tốt, việc tốt, trách nhiệm để tạo một cái sự lan tỏa chung trong toàn đảng bộ thị xã. Có thể thấy, việc phát huy vai trò, hiệu lực, hiệu quả của các chi bộ thôn, khu dân cư cũng là giải pháp hữu hiệu nhằm góp phần nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của các tổ chức cơ sở đảng, nâng cao chất lượng đội ngũ đảng viên để từ đó góp phần tạo nên sức mạnh cho toàn hệ thống chính trị.